Thì đây hiện tại trên tay tôi là đang cầm những chiếc máy iPhone hàng châu Âu Mà như các ông đã biết rồi đấy Hàng châu Âu nếu người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm Thì người ta mới biết đấy là hàng châu Âu cực kỳ là đẳng cấp Nó phải ngang ngửa với hàng châu Á, hàng châu Mỹ, hàng châu Phi, hàng châu Đại Dương Chứ còn hàng châu chấu là không có tuổi với hàng châu Âu Nhớ nhá, không bao giờ có tuổi mà hàng châu Âu này này, nếu người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đấy, người ta nhìn cái người ta sẽ hiểu. Đây, đó, nó có những cái lời nhắn nhủ đến những người đấy là sử dụng chị em không được vứt vào thùng rác có thể đấy là nó khuyên là chị em sử dụng iphone xong là đừng vứt vào thùng rác tại vì chị em sử dụng xong là thường hay không cho người khác mà chị em sử dụng chán ấy là nên cho người khác chứ đừng vứt vào thùng rác điển hình đấy nếu mà dùng iphone chán mà muốn vứt vào thùng rác gọi tôi tôi đến tôi nhặt nhá còn ở đây nó khuyên không biết nó khuyên đàn ông là như thế nào tôi cũng biết nhưng nó khuyên có thể đấy là nó khuyên là chị em sử dụng cây máy này chán xong không nên vứt vào thùng rác chứ còn nếu mà nó khuyên đàn ông là chị em không nên vứt vào thùng rác thì có thằng nào vứt được chị em vào thùng rác đâu toàn bị chị em vứt vào thùng rác đấy chứ máy công nhận hàng châu Âu nó đẹp kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm cầm vào cái nhìn nó đẹp hẳn này đít nó trắng muốt này đấy, hàng châu Âu đít nó trắng muốt đó nhìn này mướn mượt thế nhá